Rồi, hello cả nhà nha. Hello cả nhà, chúc cả nhà chúng ta một buổi chiều tràn đầy năng lượng nha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi qua ngày số 16 nha mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành ngày số 16 trong chuỗi 28 ngày lòng biết ơn nha. Rồi, cả nhà mình có sách hết chưa cả nhà ơi? Sách thép màu nha. Sách thép nhào màu, chúng ta thực hành hai chuỗi 28 ngày lòng biết ơn trong cái quyển sách thép màu nha. Rồi, hôm nay Thảo sẽ đọc cái ngày 16 cho cả nhà nghe nha. Rồi cả nhà mình ai có sách thì cùng đọc với Thảo nha. Rồi ngày 16, phép màu và điều kỳ diệu của sức khỏe. Điều kỳ diệu vốn không trái với tự nhiên, chỉ là nó trái với những hiểu biết của chúng ta về tự nhiên. Chúng ta vốn nên cảm thấy khỏe mạnh, đầy năng lượng và tràn niềm vui trong phần lớn thời gian, bởi vì đó là cảm giác khi có được sức khỏe đủ đầy. Tuy nhiên, trong thực tế thì rất nhiều người không thường xuyên, có người còn không bao giờ cảm thấy như vậy. Nhiều người đang phải đối mặt với bệnh tật và các vấn đề của cơ thể, hoặc phải chịu đựng sự suy nhược tâm lý hay những vấn đề về tinh thần khác, và tất cả đều là trạng thái không khỏe mạnh. Lòng biết ơn là một trong những cách nhanh nhất mà tôi biết để có được sức khỏe toàn vẹn cho cơ thể và tinh thần. Tất cả những phép màu chữa lành bệnh mà chúng ta biết đơn giản chỉ là việc sức khỏe được phục hồi ngay lập tức trong một cơ thể vốn đang ở tình trạng không khỏe mạnh, không hoàn hảo. Nếu bạn nghĩ rằng lòng biết ơn không thể tạo ra phép màu thì hãy đọc vài câu chuyện trong số hàng trăm câu chuyện nhiệm màu trên trang web The Secret. Sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn sẽ gia tăng dòng chảy sức khỏe vào cơ thể và tâm trí bạn, và có thể giúp cơ thể lành bệnh nhanh hơn nhiều. Đó là điều rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra. Sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn cũng kết hợp rất tốt với những chế độ chăm sóc dinh dưỡng hợp lý và bất cứ phương pháp y học nào mà bạn chọn. Khi có một căn bệnh nào đó trong cơ thể bạn thì khả năng cao là bạn đã có cảm xúc tiêu cực về nó, chẳng hạn như lo lắng, thất vọng hay sợ hãi. Nhưng những cảm xúc tiêu cực về bệnh tật không hề giúp bạn khỏe hơn. Thực tế nó có tác dụng ngược lại, làm sức khỏe của bạn yếu đi. Để gia tăng sức khỏe, bạn cần thay thế những cảm xúc tiêu cực ấy bằng cảm xúc tích cực. Và lòng biết ơn là cách dễ dàng nhất. Có nhiều người cứ giữ những suy nghĩ và cảm xúc không hài lòng về vẻ bề ngoài của mình. Không may là những suy nghĩ và cảm xúc này cũng sẽ giảm sút sức khỏe. Nếu bạn không thích gì đó ở cơ thể mình, có nghĩa là bạn không biết ơn cơ thể. Hãy nghĩ xem, theo quy luật hấp dẫn, việc phàn nàn về cơ thể chỉ thu hút thêm nhiều vấn đề khiến bạn phàn nàn. Vậy nên việc phàn nàn về vẻ bề ngoài của mình sẽ khiến bạn đối mặt với nguy cơ giảm sút sức khỏe. Người nào đã có sẵn lòng biết ơn đối với sức khỏe và cơ thể thì sẽ được ban tặng thêm, và anh ta hoặc cô ta sẽ có dư dả đủ đầy. Người nào không có sẵn lòng biết ơn đối với sức khỏe và cơ thể thì những gì anh ta hoặc cô ta đang có sẽ bị tước đi. Có thể bây giờ bạn đang bị bệnh hoặc cảm thấy không khỏe, thậm chí là rất đau đớn. Nhưng nếu bạn đang đọc những dòng này thì có nghĩa là bạn vẫn đang nhận được món quà sức khỏe. Có lẽ khá khó khăn để cảm thấy biết ơn khi bị bệnh hoặc là bị đau, nhưng lòng biết ơn dù nhỏ nhoi đến đâu cũng giúp gia tăng dòng chảy kỳ diệu của sức khỏe vào cơ thể bạn. Phương pháp của ngày hôm nay, phép màu và điều kỳ diệu của sức khỏe, được thiết kế để giúp bạn gia tăng sức khỏe và hạnh phúc một cách kỳ diệu. Và chúng tôi thực hiện một quy trình gồm 3 bước để gia tăng kết quả. Bước 1, sức khỏe bạn đã nhận được trong quá khứ. Hãy nghĩ về sức khỏe tuyệt vời mà bạn có được trong thời thơ ấu, thời niên thiếu và cả khi trưởng thành. Nghĩ về những lúc bạn tràn đầy năng lượng và bạn thật hạnh phúc. Trong tâm trí, hãy nhớ lại 3 thời điểm bạn cảm thấy tuyệt vời. Rồi nói từ nhiệm màu, cảm ơn và cảm nhận lòng biết ơn chân thành cho những thời điểm đó. Nếu bạn nghĩ về những khoảng thời gian trọng đại trong đời, bạn sẽ có thể dễ dàng nhớ lại các thời điểm ấy. Bước 2, sức khỏe bạn đang tiếp tục nhận được trong hiện tại. Nghĩ về nguồn sức khỏe mà bạn vẫn đang tiếp tục nhận được hôm nay và cảm thấy biết ơn mỗi bộ phận, mỗi hệ cơ quan và mỗi giác quan đang làm việc thật tốt trong cơ thể bạn. Nghĩ về cánh tay, đôi chân, bàn tay, mắt, tai, gan, thận, não hoặc trái tim, hoặc chọn 5 bộ phận trong cơ thể đang hoạt động tốt và lần lượt nói từ nhiệm màu cảm ơn trong tâm trí cho từng bộ phận. Bước 3, sức khỏe bạn muốn nhận được trong tương lai.
Trong tương lai phương pháp nhiệm màu hôm nay, hãy chọn một điều về cơ thể mà bạn muốn cải thiện. Nhưng bạn sẽ sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn một cách đặc biệt. Nghĩ về trạng thái lý tưởng mà bạn muốn hướng đến. Khi cảm ơn trạng thái lý tưởng, bạn đã khởi động phép màu để mang lại cho mình trạng thái ấy. Điều thường gặp trong cuộc sống đó là khi một người được chẩn đoán mắc bệnh nào đó thì họ không chỉ nói về nó rất nhiều mà còn nghiên cứu về căn bệnh ấy, thu thập thật nhiều thông tin, xem các triệu chứng có thể trầm trọng đến mức nào và hậu quả đáng sợ ra sao. Nói cách khác, họ đã tập trung hoàn toàn vào căn bệnh. Tuy nhiên, theo quy luật hấp dẫn, chúng ta không thể xóa bỏ vấn đề bằng việc tập trung vào nó. Bởi vì khi tập trung vào vấn đề, bạn chỉ khiến nó tồi tệ hơn mà thôi. Thay vào đó, hãy làm điều ngược lại. Tập trung vào trạng thái sức khỏe lý tưởng của bộ phận đang bệnh. Hãy nghĩ và cảm nhận về nó. Lòng biết ơn sẽ sử dụng ý nghĩ và cảm xúc của bạn đối với trạng thái lý tưởng để thu hút trạng thái ấy đến. Rất nhanh thôi. Hãy dành một chút để hình dung ra việc bản thân đang có được trạng thái sức khỏe lý tưởng mình hằng mong muốn. Và khi bạn cảm thấy hình ảnh đó, và khi bạn thấy hình ảnh đó trong tâm trí, hãy biết ơn như thể bạn đang có được nó. Vậy nên nếu bạn muốn chữa lành bệnh thận một cách nhiệm màu, hãy biết ơn những quả thận khỏe mạnh luôn thanh lọc và bài tiết chất độc ra hại ra khỏi cơ thể. Nếu muốn chữa lành dòng máu của mình, hãy cảm ơn dòng máu thanh sạch đã mang oxy và chất dinh dưỡng đến mọi bộ phận trong cơ thể. Nếu muốn chữa lành cho trái tim, hãy cảm ơn trái tim mạnh mẽ đã duy trì sự sống của mọi bộ phận. Nếu bạn muốn chữa lành thị giác, hãy cảm ơn khả năng nhìn hoàn hảo mà mình có được. Nếu muốn chữa lành thính giác, hãy cảm ơn khả năng nghe hoàn hảo. Nếu bạn muốn dẻo dai hơn, hãy cảm ơn một cơ thể mềm dẻo và linh hoạt. Nếu muốn thay đổi cân nặng, hãy nghĩ về cân nặng lý tưởng mà bạn muốn. Sau đó tưởng tượng bản thân đang có được mức cân nặng ấy. Sau đó cảm ơn như thể bạn đã có được nó rồi. Dù muốn cải thiện bất cứ điều gì, đầu tiên hãy tưởng tượng bản thân mình đang ở trong trạng thái lý tưởng. Sau đó cảm ơn trạng thái lý tưởng ấy, như thể mình đã có được nó. Sức mạnh của tự nhiên bên trong chúng ta chính là phương thuốc chữa bệnh thật sự. Rất là hay luôn cả nhà nha. Bạn có thể thực hiện phương pháp phép màu và điều kỳ diệu của sức khỏe mỗi ngày. Và khi thực hiện nhiều lần trong ngày, nếu muốn đẩy nhanh quá trình chữa lành sức khỏe nói chung hoặc là một phần cơ thể cụ thể nói riêng. Nhưng quan trọng là bất cứ khi nào xuất hiện ý nghĩ hay cảm xúc tiêu cực nào về tình hình hiện tại, hãy thay thế nó bằng cách hình dung ra bản thân mình đang ở trong trạng thái lý tưởng bạn mong muốn và thể hiện lòng biết ơn chân thành như thể bạn đã có được nó rồi. Phương pháp hiệu quả nhất để đảm bảo sức khỏe, ngoài việc chăm sóc cơ thể hợp lý, cơ thể mình hợp lý, đó là luôn luôn phải biết ơn sức khỏe. Đó, cái ngày hôm nay rất hay nha cả nhà nha. Hôm nay mà cơ thể mình đang có vấn đề gì á, cả nhà thực hành cái ngày hôm nay là nó sẽ có phép màu xảy ra nha mọi người. Rồi, trong cuộc sống á, thì có ba cái cuộc chơi mà mình cần phải chiến thắng nha, thì mình sẽ có được cái sự trọn vẹn trong cuộc sống, đúng không ạ? Cuộc chơi thứ nhất đó là cuộc chơi về tài chính ha. Nếu mà mình chơi thắng cái cuộc chơi này á, thì các anh chị sẽ thấy rằng là mình sẽ có nhiều cái sự lựa chọn hơn trong cuộc sống này. Chẳng hạn như là sự lựa chọn cái nơi mình ở đó, sự lựa chọn những cái thức ăn mà mình ăn, cái sự lựa chọn về những cái nơi mà mình có thể đi. Và các anh chị có thể có nhiều cái sự lựa chọn để mua những cái đồ mà mình yêu thích. Thay vì nếu mà mình không có đủ tài chính á, thì mình chỉ lựa những cái thức ăn nào mà nó phù hợp với túi tiền của mình thôi, đúng không ạ? Nếu mà mình tự do về tài chính rồi á, thì mình có thể ăn những cái món ăn mà nó cao cấp nhất ha. Đó, rồi các anh chị có thể sống cái cuộc đời mình mơ ước. Đó là cái cuộc chơi về tài chính. Mình cần phải chiến thắng. Không có chiến thắng được trong cái trò chơi về tài chính ấy, thì các anh chị thấy rằng là cuộc sống của mình nó không có nhiều sự lựa chọn, đúng không ạ? Cái trò chơi thứ hai đó là về mối quan hệ ha. Mình cần phải chiến thắng được trò chơi về mối quan hệ, chứ không á, là những mối quan hệ của mình á, mà không hòa hợp với các anh chị, không có vui, không có hạnh phúc các thứ á, thì không có ai mà sống trên cuộc đời này mà sống một mình hết trơn, đúng không các anh chị? Không có gì một mình mà nó có thể sống được hết. Tất cả chúng ta nương tựa vào nhau để sống các anh chị. Và nó là như vậy, đúng không ạ?
đó, nương tựa vào nhau để sống. Có người này thì có người kia, nên là thành ra nếu như mình không có sự hòa hợp ấy, không có sự hòa hợp ấy, thì bên trong cái cảm xúc của mình nó không có vui các anh chị, không có thoải mái, không có hạnh phúc, và sức khỏe nó cũng sẽ không có tốt, và tiền bạc nó cũng sẽ không có lưu thông luôn nha các anh chị nha. À, mối quan hệ mà không hòa hợp ấy, sức khỏe không tốt đâu nha. Những anh chị nào ở đây á mà các anh chị chưa khỏe, đa số là nó đến từ cái việc là mình có những cái suy nghĩ không có tích cực ở bên trong của mình ấy, từ một cái đối tượng nào đó ha. Chứ giờ mình không vui thì không vui với ai, đúng không ạ? Một là không vui với chính mình, không vui với chính mình đúng không các anh chị? Đó, cũng là mối quan hệ rồi đó. Mối quan hệ giữa mình với chính mình. Hai là không vui với ai nữa, chồng, con, gia đình của mình ha, đối tác, bạn bè, hay là một ai đó bên ngoài. Và nó làm cho mình có những cái cảm xúc không có được tích cực. Tất nhiên là những cảm xúc không tích cực đó nó đến từ mình thôi đúng không các anh chị? Nước nó không vào chiếc thuyền được nếu như mà cái chiếc thuyền đó nó nguyên vẹn. Chắc chắn là cái chiếc thuyền đó nó phải có một cái lỗ thủng nào đó thì nước nó mới vào được đúng không các anh chị, mới chìm thuyền được đúng không? Ha, cũng giống như vậy các anh chị, cái cơ thể này của mình ấy, cảm xúc của mình ấy, chỉ khi mà các anh chị cho phép thì những cái điều không tích cực á nó mới vào được cơ thể của mình thôi các anh chị. Còn không á thì nó sẽ không có vô được. Nên mình không có thể nào mình đổ lỗi cho nước được nha các anh chị nha. Không đổ lỗi cho nước, không đổ lỗi cho nước rằng là do nước vào thuyền của tôi nên là thuyền của tôi nó mới bị chìm, à mới bị ngập nước chẳng hạn như vậy. Cuộc đời của mình mà bị ngập nước chẳng hạn như là mình cứ đổ thừa cho ông trời với nước hoài đúng không? Nhưng mà sự thật là nếu mà chiếc thuyền của mình không có lỗ thủng mất thì làm sao mà nước vào được? Bao nhiêu trong số anh chị đồng ý với Thảo điều này thì hãy comment giúp Thảo ạ. À, hôm trước Thảo mới, hôm qua mới nói chuyện với một chị á các anh chị. Chị ấy bảo rằng là rất là biết ơn môi trường câu lạc bộ luôn ạ. Vì trước khi vào môi trường câu lạc bộ á thì chiếc thuyền của chị ấy chuẩn bị chìm luôn ạ. Chuẩn bị chìm luôn rồi đó các anh chị. May quá ha, biết tới môi trường câu lạc bộ. Thì bây giờ chị đó bắt đầu hoàn thiện cái chiếc thuyền lại dần dần, tát nước ra rồi chét lại những cái lỗ hổng trên chiếc thuyền đó. Thì bây giờ thuyền nó bắt đầu ngoi lên mặt nước dần dần. Và cái sức khỏe của mình anh chị nó cũng đến từ cái việc đó là những cái mối quan hệ của mình ấy, bên trong của mình giữ những cái cảm xúc không có tích cực ấy, ha, không có hài lòng về cái này, không hài lòng về cái kia, không hài lòng về cuộc sống. Ví dụ như mình không hài lòng về cuộc sống có nghĩa là mình cũng đang có những cái mối quan hệ không có tốt về cuộc sống đó các anh chị, thì cũng là liên quan về mối quan hệ ha. Ví dụ như anh chị nào á mà mình có cái sự chưa khỏe bên trong cơ thể các anh chị, sự chưa khỏe bên trong cơ thể đa số nha là nó đều đến từ cái sự bệnh về tâm á các anh chị, tâm thức ấy ha, tâm thức về chưa khỏe của mình á. Tâm chưa khỏe về tâm thức á thì nó sẽ dẫn tới cái sự chưa khỏe về những cái vấn đề khác, và chưa khỏe về tâm thức á thì nó đến từ á từ một ai đó, về một cái mối quan hệ với một cái mối về một với một cái đối tượng nào đó, có thể là với tiền bạc, có thể là với con người xung quanh, hay là với ông trời, à đổ thừa trong trời đúng không ạ, có thể là với chính mình. Nên là thành ra là mình cần phải chiến thắng được cái cuộc chơi về mối quan hệ nha anh chị nha. Và cái cuối cùng, cái trò chơi cuối cùng đó là cuộc chơi về sức khỏe ha. Khi mà các anh chị chiến thắng được cái cuộc chơi về mối quan hệ nha thì sức khỏe của các anh chị bắt đầu là thấy khỏe lên rồi đó, đúng không ạ? Chỉ cần tinh thần của mình mà luôn nó lưu thông, nó thông thoáng cái là thấy khỏe liền. Có bao nhiêu trong số các anh chị đã từng mình đang không vui với một ai đó, chồng mình, con mình, hay là với gia đình ba mẹ của mình đi, nó làm cho mình không có khỏe ha, tự dưng cái hòa hợp xong cái tinh thần của mình nó phấn chấn vui vẻ lên liền. Anh chị nào đã từng trải nghiệm cái này hãy comment tôi ạ. Mối quan hệ mà không tích cực cái là ngồi thở thở lên ngay tập tức anh chị, tự nhiên cái hơi thở của mình nó sẽ gấp gáp liền, anh chị sẽ thấy liền ha.
Đó, hơi thở của mình đó các anh chị, bắt đầu mà nó trở nên vội vã hơn, nó trở nên gấp gáp hơn, nó không có còn là những cái hơi thở mà nó tự nhiên nữa. Và khi mà mình gọi là mình áp chế ha, những cái quy trình tự nhiên bên trong cơ thể của mình á, thì cơ thể của mình nó sẽ sinh ra cái sự không có khỏe vậy thôi. Tự nhiên hơi thở đang bình thường, xong cái không vui lên chi, nên hơi thở bắt đầu là nó trở nên không có bình thường nữa ha. Và nó làm nghịch lại đi những cái sự thuận lợi, gọi là những cái điều thuận bên trong cơ thể của mình á, và nó khiến cho mình không có khỏe luôn. Nên nếu như các anh chị gặp ai đó họ không có khỏe, thường thường hỏi ủa sao vậy, thường thường họ sẽ trả lời như thế này nè: hôm qua đi mưa, hôm qua dính cây mưa đó, hoặc là sao ạ, tự nhiên đang đi ngoài có một cơn gió lạ nào nó đi ngang qua đó, là nó sẽ làm cho mình không khỏe. Nhưng mà sự thật ra các anh chị, không phải là do cây mưa nào hết trơn ấy ha, không có cái tác động nào mà từ bên ngoài có thể thay đổi được bên trong của mình đâu các anh chị, mà chỉ có bên trong của mình nó mới hiển lộ ra bên ngoài thôi. Những cái hiển lộ bên ngoài á, nó chỉ có phản chiếu cái bên trong của mình thôi, có nghĩa là bên trong của họ có một cái sự lo lắng nào đó, có một cái suy nghĩ nào đó ha, mà nó bị mâu thuẫn chưa có xử lý được, nên là thành ra nó hiển lộ ra bên ngoài. Đó là cái sức khỏe của họ, nó chỉ biểu lộ ra cái suy nghĩ bên trong ha, chắc là hơi lo lắng nha. Chỉ cần là làm sao để mà các anh chị có thể chuyển hóa được cái cảm xúc ở bên trong của mình ấy, cái gì mà tha thứ được thì tha thứ hết, đừng có để tới, đừng có để cái nút thắt nào ở bên trong hết các anh chị ha. Cái gì mà tha thứ được thì hãy tha thứ hết. Giờ khi mà mình là cái người chịu trách nhiệm 100% về cuộc đời của mình biết rằng là tất cả mọi thứ nó đến với mình đều là do chính mình ra quyết định thu hút nó về, thì có gì nữa đâu mà đổ lỗi, đúng không các anh chị? Giờ chẳng lẽ cứ đổ lỗi cho nước ngoài, đổ lỗi cho biển ngoài, đúng không ạ? Giờ thuyền của mình nó không có lỗ thì làm sao mà nước nó vô được, đúng không? Nên thành ra là mình càng tiếp tục đổ lỗi như vậy thì nước càng sẽ càng tràn vào thôi, cho đến khi mà mình chịu trách nhiệm, mình biết rằng là nó đến từ chính bản thân của mình, mình kiểm tra lại xem à là vì sao nước nó vào, đúng không ạ? Và chúng ta hoàn thiện lại chính bản thân của mình là xong rồi các anh chị ha. Có bao nhiêu trong số các anh chị ở đây mình rõ điều này thì hãy comment tôi ạ. Nên nha, nên ngày hôm nay á, nếu mà để cho các anh chị sẽ chiến thắng về cuộc chơi về sức khỏe nha, thì đầu tiên đó là mình cần phải học cái cách, đó là buông các anh chị, học cái cách xả, tha thứ nha, vị tha đó các anh chị, vị tha ha. Có nghĩa là hãy nghĩ về những cái, nghĩ về cuộc đời của mình, nếu mà trong nhiều năm nay có ai đó hoặc là có cái điều gì đó các anh chị cứ giữ trong mình hoài và mình đang không có tha thứ được ha, thì y chang như tác giả nói rằng là mình cầm một cái viên thanh hồng á và mình mong rằng là người khác sẽ bị bỏng đó các anh chị. Nó chỉ là sao ạ? Nó chỉ làm cho mình không khỏe thôi các anh chị. Nên là chất chứa cơn giận dữ cũng giống như cầm một viên thanh hồng lên để ném vào người khác ha, và chính bạn là người đầu tiên bị bỏng đó. Giữ hoài đi cho mình xong rồi nó không khỏe luôn các anh chị. Giữ càng lâu rồi nó sẽ càng sao ạ? Nó sẽ càng không khỏe thôi ha. Chỉ có một cách là mình cần phải buông thôi các anh chị. Nếu các anh chị thương chính mình, thương bản thân mình, giờ chưa biết ai đúng ai sai, mình cứ chịu trách nhiệm đã nha, để mình hoàn thiện bản thân của mình lên. Các anh chị cần phải biến cái điều đó trở thành tài sản, chứ không phải nói là tiêu sản. Khi mình đổ thừa cho người khác á, thì nó sẽ là tiêu sản, tại vì mình đóng vai nạn nhân. Và nạn nhân không bao giờ thành công được các anh chị. Nạn nhân là sao ạ? Đổ thừa. Đổ thừa cho biển, đổ thừa cho sông, tự dưng nước vô thuyền của tôi ha. Đó. Và khi mà mình càng đổ thừa thì sao ạ? Cái chiếc thuyền của mình ấy, nó đâu có được hoàn thiện đâu các anh chị. Và nước nó cứ tiếp tục vô. Cái mình cảm thấy không có vui á, biển nó không có hợp với mình. Ví dụ như đang ở biển Vũng Tàu á, à, ví dụ như không có hợp, tôi ra biển Phan Thiết xem nó có linh hơn không, nó có may mắn hơn không, nó có dễ hơn không. Ai về đâu kéo cái thuyền ra biển Phan Thiết xong ha, à, nước cũng vô. Đó. Ủa sao kỳ vậy?
À, chắc là năm không có may mắn, đổ thừa cho năm không có may mắn, năm tuổi ha. Năm tuổi nên nó không được may mắn. Nên thôi kéo thuyền ra biển khác, ra sông đi, chứ giờ biển lớn chơi không lại. Thôi kéo thuyền ra sông. À, kéo thuyền ra sông nước vẫn vô. Đó, sao lạ vậy ta, sao cuộc sống của mình bắt đầu đổ thừa cho ông trời. Ông trời sao sinh tôi ra ngày tháng năm này tuổi con này các thứ đúng không ạ? Sao tôi toàn gặp những điều không thuận lợi trong cuộc sống hết? Đó đúng không các anh chị? Đó, nó quen quá đúng không các anh chị? Quen không ạ? Đó, cho nên là Thảo đang ví von ha. Cái này là Thảo đang ví von ẩn dụ ha, đang ẩn dụ. Ẩn dụ cho các anh chị thấy rằng là như Thảo hồi xưa cũng vậy đó các anh chị, Thảo hồi xưa cũng vậy. Mình đi làm công việc này, cái mình bảo rằng là sao ạ? Mình bảo rằng trời sao làm không được. Đó, chắc là do công việc khó quá, do sếp của mình này kia kia nọ với mình không có công bằng nên mình các thứ. Sau đó qua công việc khác làm cũng y chang như vậy các anh chị. À, cũng y chang như vậy ha. Xong rồi kinh doanh thử xem sao, kinh doanh cũng vậy luôn các anh chị. Kinh doanh ghê quá. À, kinh doanh ghê quá, kinh doanh không có dễ. Thôi quay lại làm thuê. Làm thuê cũng vậy các anh chị. Làm thuê cũng vậy. Cho đến khi mà mình biết tới môi trường câu lạc bộ này các anh chị thì mình mới biết rằng là à, thì ra là do thuyền của mình nó bị rỉ chứ không phải là do nước, không phải là do biển, do sông ha. Lúc đó Thảo mới bắt đầu hoàn thiện chính bản thân mình các anh chị. Và khi mình hoàn thiện chính bản thân mình rồi á thì mọi thứ nó đều được thay đổi ha. Nha các anh chị nha, nên là thành ra là chúng ta cần phải hoàn thiện chính bản thân của mình chịu trách nhiệm ha, mình chịu trách nhiệm, không có đổ lỗi nữa đó, và biết ơn những cái điều tuyệt vời. Khi mà mình đang không vui một cái gì đó thì hãy biết ơn cái điều đó đi, để sao ạ? Để chuyển hóa cảm xúc của mình đi, để mình có sức khỏe tốt cái đã, để mình thu hút những điều tốt đẹp cái đã ha. Đó, đây là quy luật của cuộc sống. Khi mà các anh chị xuống sống, khi các anh chị mà sống thuận theo theo tự nhiên á thì mình sẽ thấy cuộc đời của mình nó tuyệt vời lắm ha. Cái gì mà mỗi ngày á các anh chị, thả mỗi ngày á, khi mình phát hiện ra mình đang không có cảm xúc tích cực á với ai đó nha, hay là với một điều gì đó, là ngay lập tức thả chuyển hóa ngay các anh chị. Không được, không được, không được. Tập trung vào điều điều biết ơn. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra. Đôi khi biết ơn không nổi các anh chị, đôi khi cũng cũng tới số các anh chị, chuẩn bị mở miệng ra là tới nơi tới chốn với mình rồi các anh chị ha. Nhưng mà sao ạ? Hít vào đúng không? Hít vào, không được, không được, không được. Sức khỏe của mình quan trọng, điều này không được nha. Đó, thở ra đúng không các anh chị? Đó, biết ơn, biết ơn, biết ơn, biết ơn. Đó, biết ơn điều gì và lý do tại sao biết ơn. Tập trung vào điều biết ơn các anh chị, tầm khoảng 1-2 phút á, cái là nó qua cơn đó các anh chị, qua cơn cái nó hiền lại các anh chị ha. Đó, thế là mình chuyển đổi được cái cảm xúc của mình, tập trung vào những điều tốt đẹp. Chứ hồi xưa là trời ơi, tới nơi tới chốn với mình luôn các anh chị. Hồi xưa là giận lắm ha, giận mấy ngày đó, hồi xưa đó các anh chị, là tao nói là nó không nói chuyện đồ này kia các thứ á. Hồi xưa là như vậy đó các anh chị ha. Nhưng mà bây giờ sao ạ? Bây giờ mình hiểu á các anh chị, bắt đầu mình làm chủ lại cảm xúc của mình. À, cái bắt đầu là nó nổi lên, ví dụ như chẳng hạn như ai đó nói với mình một cái điều đó rồi mình cảm thấy là sao mà tự nhiên nói với mình được câu này nhỉ? Đó, thế là mình bắt đầu lên đó các anh chị, lên cơn đó ha. Lên cơn nó, bắt đầu mình sẽ tập trung lại. À, không được, không được, không được. Biết ơn, biết ơn, biết ơn, biết ơn điều gì và lý do tại sao, tập trung biết ơn đó các anh chị ha. Biết ơn xoay chuyển cái sự biết ơn á, 1 phút đến 2 phút gì đó. À, ráng giữ khoảng vài phút thôi. Cái bắt đầu cơn nó qua các anh chị. Cơn nó qua là bắt đầu vui vẻ hạnh phúc trở lại thôi. À, thì mình mới thu hút những cái điều tốt đẹp đến với cuộc sống của mình các anh chị. Nói chung những cái người thành công á, được cái là họ làm chủ cảm xúc nó tốt nha. Để chi ạ? À? Để họ luôn có được cái nguồn năng lượng các anh chị, họ luôn có được những cái cảm xúc tích cực để thực hiện mục tiêu, họ xuất hiện trên cái hành trình của họ rất là nhanh. Đôi khi á, là họ có những cái cảm xúc không tích cực các anh chị, nhưng mà được cái là họ chuyển hóa nhanh nên là họ xuất hiện lại trên cái hành trình thực hiện mục tiêu nhanh. Còn một số các anh chị á, mình chưa có cảm xúc được cảm xúc của mình, chưa làm chủ được cảm xúc của mình tốt á, thì mình không vui cái là mình nghỉ tuần các anh chị, mình không có xuất hiện trên hành trình thực hiện mục tiêu nữa, mình không có tâm trạng á, cái mình nghỉ hàng tuần, hết tuần cái bắt đầu mình quay trở lại, cái mọi thứ mình cần phải mình giống kiểu như là mình làm lại ban đầu á các anh chị, nên là nó chưa nhanh chút.
ha, nên thành ra không sao cả. Nếu như các anh chị đi á, thì mình đến thôi, mình cứ làm chủ cảm xúc của mình dần dần dần, mỗi ngày tốt hơn 1% thôi nha các anh chị nha. Nhưng mà mình đi rồi thì mình sẽ đến ha. Thảo bây giờ Thảo vẫn đang còn trên hành trình mà mình tu sửa đó các anh chị, tu sửa bản thân của mình chứ mình chưa hoàn thiện đâu các anh chị, vẫn đang tu sửa dần 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 đó. Mỗi ngày mình đang chia sẻ với các anh chị như thế này á, thì mình vẫn đang tự nhắc nhở, mình đang vẫn tự nhắc nhở chính bản thân của mình là mình nuôi dưỡng, tiếp tục nuôi dưỡng những cái hạt giống ha, để mỗi ngày mình lại càng làm chủ cảm xúc của mình tốt hơn. Khi mà các anh chị chuyển hóa được cảm xúc của mình tốt á, thì sức khỏe của mình nó mới tốt được các anh chị. Gốc rễ nó đến từ đó các anh chị, gốc rễ nó đến từ những cái mối quan hệ, những cái suy nghĩ không có tích cực á. Mà suy nghĩ không tích cực á, thì cũng phải với một cái đối tượng nào đó, đúng không ạ? À nha, anh chị nào ở đây mà các anh chị muốn mình có sức khỏe tốt á, trẻ trung á, ha, xinh đẹp và khỏe mạnh đâu ạ? Comment tôi ạ. Nếu vậy á, thì mình cần phải làm chủ cảm xúc tốt nha, phải biết cách chuyển hóa cảm xúc tốt nha. Anh chị nào ở đây mà mình đang chưa khỏe rồi nè, ha, thì học cái cách, học cách sao ạ? Học cái cách chuyển hóa cảm xúc đi, tha thứ hết đi nha các anh chị. Anh chị nào ở đây mà mình chưa khỏe thì anh chị đang chất chứa một cái điều nào đó ở bên trong á, mình đang chưa có giải phóng được đó nha các anh chị nha, nó mới chưa khỏe đó ha. Ví dụ như hôm nay là cái ngày là mình sẽ xả hết nha các anh chị, bỏ qua hết ha, tha thứ hết đó. Ví dụ như những cái điều cũ thì mình sẽ bỏ qua hết nha các anh chị, bỏ qua hết nha, để mình giữ gìn cho sức khỏe của mình nha các anh chị. Mình chỉ mang theo những cái thành công, giàu có, vui vẻ, hạnh phúc thôi, yêu thương biết ơn thôi các anh chị nha. Rồi, bao nhiêu các anh chị rõ điều này thì hãy comment tôi ạ. Đây là cái vế đầu tiên để giúp cho các anh chị có được cái sức khỏe tốt nha. Đó, rồi sức khỏe không tốt nó cũng sẽ đến từ điều này nè các anh chị, hay lo nha, thích lo lắm. Đó, lo về tương lai, người ta nghĩ về tương lai người ta sung sướng cuộc đời. Còn có một số các anh chị nghĩ về tương lai cảm thấy sợ hãi. Đó, bắt đầu tưởng tượng ha. Rồi bắt đầu tưởng tượng là tương lai là điều này xảy ra, rồi điều kia xảy ra, rồi ta nói không biết sao, rồi các thứ, đúng không ạ? Đó, xong rồi lo cho mình, lo cho mình xong rồi lo cho gia đình cho mình, xong rồi lo giùm nữa các anh chị, lo giùm cho người khác nữa ha. Trời ơi, người đó nhìn tội quá, nhìn thương quá, rồi các thứ này kia kia nọ, đúng không ạ? Đó, anh chị nào mà đang có tính hay lo nha, thì mình, các anh chị biết rằng là các anh chị lo gì nó sẽ tới cái đó. Nên là không có ai mà người ta rắc bụi phép màu á, người ta rắc những cái điều tốt đẹp cho mọi người á các anh chị, chứ ai mà đi rắc những cái điều cho mọi người đi xuống bao giờ, đúng không ạ? Đúng không các anh chị ơi? Mình đã biết rồi, trên tay của mình ấy đang có một cái lọ ha, đang có một cái lọ bụi phép màu, khi mình rắc vào cái gì á thì cái điều đó sẽ trở nên tốt đẹp hơn. À, người ta đâu mượn mình rắc người ta đi xuống đâu, đúng không các anh chị? Không rắc đi lên thôi, thôi đừng còn hơn thôi, đừng có rắc ha, cảm ơn thôi. Đó, nên mà nếu mà nghĩ về người khác các anh chị thì hãy nghĩ về những cái điều tốt đẹp cho người khác nha các anh chị ơi ha. Nếu mà nghĩ về chồng mình nè, nghĩ về con mình, nghĩ về gia đình của mình, và đầu tiên là nghĩ về mình nè. Đó, cơ thể này là cái người đối tác của mình, phụng sự mình mấy chục năm nay rồi, chẳng lẽ là các anh chị không rắc nổi cho nó bụi phép màu cho cơ thể của mình sao các anh chị, đúng không ạ? Và nếu mà rắc á, là phải rắc những cái điều tốt đẹp cho cơ thể của mình chứ, đúng không? Chứ sao mà mình lại rắc những cái điều không tốt đẹp cho mình được, đúng không ạ? Nên á, vậy thì khi mà các anh chị nào mà có tính hay lo nè ha, nếu mà cái nỗi lo nó trỗi dậy á, thì mình cần phải làm gì? Hít vào một hơi thật sâu nha, để mà mình tập trung hơi thở của mình tỉnh thức, mình trở lại hiện tại. Đầu tiên là bắt đầu hơi đi rồi đó các anh chị, nó hơi đi rồi đó. Và khi mà tâm trí của mình nó đi á, thì mình sẽ không có mặt ở hiện tại để mà mình biết ơn những gì mà mình đang có nữa ha. Nên mình hít vào một hơi thật sâu nha, tập trung vào hơi thở, và biết rằng hơi thở của mình đang đi vào, mình biết rằng mình đang ở hiện tại. Thở ra và mình thấy hơi thở của mình đang đi ra các anh chị nha, và mình biết rằng mình đang ở hiện tại ha. Và các anh chị cần phải dùng cái tư duy để nói chuyện với cái tiếng nói nhỏ của mình. Đó, nói rằng là ngay bây giờ, ngay lúc này, các anh chị lựa chọn cái cuộc sống như thế nào, lựa chọn cái sự thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc. Sau đó nếu mình rắc ấy,
À, lỡ mà hồi nãy lúc đầu mình rắc những cái điều không tích cực cho người ta rồi á thì mình sẽ rắc lại nha các anh chị nha. Nói chung là mình phải luôn luôn kết thúc cái suy nghĩ của mình hoặc là cái lời nói của mình bằng những điều tốt đẹp. À, mình chuyển đổi lại liền. Được cái là luật hấp dẫn đó các anh chị, nó có một cái thời gian chờ ha, để mà các anh chị đưa ra quyết định, chứ không phải là mình vừa nghĩ cái nó ra liền ha. Y chang như chẳng hạn như trong đầu của mình ấy, vừa nghĩ tới con voi, không để nào con voi đó xuất hiện ở trước mặt mình liền các anh chị, đúng không ạ? Rất may là điều này là như vậy, nên thành ra chúng ta có một cái thời gian chờ ha, để giúp cho các anh chị có thể đưa ra cho mình một cái quyết định chính xác đó. Nên á, ở trong đầu có những suy nghĩ không tích cực cũng đừng có lo sợ các anh chị nha. Mình thấy rằng là à, cái đó là con người cũ của mình thôi, nó hay lo thôi, thì mình sẽ trấn an. À, đó là ngay bây giờ, ngay lúc này thì mình hiểu những quy luật của vũ trụ rồi, mình biết về sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn rồi. À, đúng không ạ? Mình luôn sống thuận theo những quy luật của vũ trụ, mình tin vào luật nhân quả thì mình sẽ luôn thu hút những cái điều tốt đẹp đến với cuộc đời của mình. Nên là hãy nói chính cơ thể của mình là yên tâm, yên tâm ha. Sau đó các anh chị chọn lại cái kết quả mình mong muốn được không ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị rõ phần này thì hãy comment tôi ạ. Và cái điều thứ hai á các anh chị, lý do nè. À, lý do mà làm cho sức khỏe của mình không tốt đó các anh chị nha. Lý do thứ nhất là về cái tâm nè các anh chị. Lý do thứ nhất là về cái tâm nha. Cái tâm á là giờ phải giải phóng nha các anh chị, bỏ qua tha thứ hết đi ha. Xíu nữa ngày hôm nay nè các anh chị, tí nữa chút các anh chị ghi á, ít nhất là 10 điều các anh chị biết ơn á, thì những cái con người nào mà mình chưa tha thứ được các anh chị thì chút xíu nữa các anh chị sẽ dành cho họ vài điều biết ơn nha, được không ạ? Cảm ơn tên của người đó là gì đó và tại sao, lý do mình biết ơn cái người đó. Giải phóng hết nha các anh chị, tha thứ hết và nói rằng là ngày hôm nay các anh chị có thể tha thứ cho họ nha. Đó, đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai đó là do lối sống của mình, do những cái thói quen trong việc mình ăn uống nha. Để mà mình có sức khỏe tốt đó các anh chị thì mình cần phải ăn đúng, uống đủ, vận động hợp lý ha. Y chang như này là các anh chị, chẳng hạn như là mình ở nhà mình có chiếc xe máy. À, mà giờ chiếc xe máy đó mình đổ nước vô mình chạy được không các anh chị? Chạy được không các anh chị ơi? Đổ nước vô mình chạy được không các anh chị? Chạy không được đúng không ạ? Giờ đổ nước ngọt vô chạy được không các anh chị ơi? Giờ đổ bia vô chạy được không ạ? Trời, một số các anh chị còn đổ rượu vô đúng không? Rượu bia rồi ta nói là đổ vô ực 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 đúng không ạ các anh chị? Rồi 2-3 giờ sáng xong rồi sáng dậy nè, ghê gớm thiệt đúng không các anh chị? Vậy thì nếu như mình đổ nước nè, đổ đổ nước vô xe, xe chạy không được, đổ bia, bia chạy cũng không được luôn các anh chị, đúng không? Đó, vậy thì đổ cái gì? Đổ cái gì vào thì xe chạy được các anh chị? Mặc dù đổ cái này thấy nó cũng hơi tốn tiền đó ha. Nhưng mà vì sao mình vẫn lựa chọn đổ? Đó, đổ gì vào xe chạy được được các anh chị ơi? Đổ gì vào cho xe chạy được ạ? À? Đổ xăng vô xe chạy được đúng không? Đổ xăng tốn tiền đúng không ạ? À? Xăng dạo này lên giá đúng không các anh chị? Nhưng mà tại sao các anh chị vẫn đổ xăng? Đó, mặc dù á, xăng mua nó mắc tiền hơn nước nè, nó mắc tiền hơn bia nè, rượu nè. Đó, nhưng mà tại sao mình vẫn phải đổ xăng các anh chị ơi? Vì sao ạ? Vì sao các anh chị? Vì sao các anh chị đổ xăng? Mặc dù nó mắc hơn tiền hơn mắc tiền hơn mấy cái kia mà. Các anh chị trả lời giúp Thảo ạ. Xe cần phải đổ xăng, vậy thì tại sao? À, nếu như mà xe cần phải đổ xăng thì kệ nó chứ đúng không? Nó cần chứ đâu phải mình cần đâu. Xe nó cần xăng kệ nó đúng không? Vậy thì tại sao các anh chị lại đáp ứng cái chiếc xe? Vì để mình có lợi ích gì ạ các anh chị? Vì để mình có lợi ích gì? Để mình có lợi ích gì? Có thể đi được đúng không ạ? Có thể đi được để làm gì các anh chị? Có thể đi được để làm gì ạ?
Có nhiều phương tiện lắm mà, đạp xe đạp đi, đỡ tốn tiền xăng đúng không các anh chị? Đúng không ạ? Cuối cùng đó là vì các anh chị biết rằng là nó có thể giúp cho mình di chuyển ha, giúp cho mình di chuyển đó, di chuyển nếu mà không tạo ra tiền thì cũng không ai di chuyển làm gì đúng không các anh chị? Giúp cho mình di chuyển để phục vụ cho cái công việc của mình và tạo ra tiền bạc ha, đó đúng không các anh chị ơi? Vậy thì xe nó là một cái trung gian đó, nó là trung gian giúp cho mình tạo ra tiền bạc, nên á là mình lựa chọn là đổ xăng mặc dù tốn tiền đó. Vậy thì các anh chị, cái cơ thể này của mình ấy, nó cũng là một cái phương tiện ha, nó cũng là một cái phương tiện. Nếu như không có cơ thể thì các anh chị có thể làm việc và tạo ra tiền được không ạ? Vậy thì mình biết rằng là mình lựa chọn xăng để mình đổ cho chiếc xe để nó phụng sự cho mình. Vậy thì có bao giờ các anh chị tìm hiểu xem cái cơ thể này của mình này các anh chị, cơ thể này của mình nè, nó cần nguyên liệu gì để nó giúp cho các anh chị có thể hoạt động hiệu quả không ạ? Tại vì Thảo nói với các anh chị á, nếu như mà chiếc xe máy của mình không có, các anh chị đi xe đạp được ha, các anh chị có thể lựa chọn được nhiều cái phương tiện đó để mình có thể đi, mình di chuyển, mình đi bộ đúng không ạ? Đi bộ nè. Còn nếu như bây giờ cái cơ thể này nè, cái phương tiện này giúp cho các anh chị làm việc, thực hiện mọi mục tiêu, tạo ra tiền bạc nè, mà không có cái cơ thể này thì có cái gì thay thế không các anh chị ơi? Giờ chẳng lẽ linh hồn của mình bay 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 đi làm việc các anh chị, đúng không? Đâu có gì thay thế cái cơ thể này đâu các anh chị. Không có bất kỳ cái gì có thể thay thế được cơ thể này luôn. Vậy thì có bao giờ anh chị nào, anh chị tìm hiểu xem cái cơ thể mình nó cần cái nguyên liệu gì để nó hoạt động hiệu quả không các anh chị? Các anh chị để ý nha. Lý do vì sao á, có rất là nhiều người các anh chị, cái sức khỏe của họ rất là tốt, cái thể lực của họ rất là tốt, họ tràn đầy năng lượng mỗi ngày, họ có thể làm việc cực kỳ hiệu quả từ sáng cho tới tối luôn, nhưng mà họ vẫn rất khỏe mạnh các anh chị nha. Nhưng mà có một số cơ thể á, thì chỉ cần là sao ạ, đi bộ có một chút thôi, làm có một xíu thôi là ta nói buồn ngủ lanh lê rồi đó, đúng không? Làm không có nổi được các anh chị, ngồi thở rồi đúng không ạ? Vậy thì giờ Thảo hỏi các anh chị nè, giờ một cái chiếc xe mà đổ nước vô chạy không nổi, hoặc là đổ nổ những cái nguyên liệu gì mà không phải của nó, hoặc là một chiếc xe mà họ hiểu được rằng là phải đổ xăng và chăm sóc rất là tốt, thay nhớt các thứ, xe ngon lành luôn, thì Thảo hỏi các anh chị á là xe ai chạy nhanh hơn? Tất nhiên là cái chiếc xe mà được chăm sóc rồi đúng không ạ, bảo dưỡng thay nhớt các thứ đúng không ạ, đổ xăng nguyên liệu đầy đủ, nó sẽ chạy tốt hơn, chạy tốt hơn thì nó sẽ nhanh về đích hơn. Nên là tại sao có một câu nói của những người thành công như thế này nè, người nào mà có năng lượng cao hơn thì người đó là người chiến thắng đó. Khi mà các anh chị có một sức khỏe tốt đó, tinh thần của các anh chị lạc quan, tích cực, yêu đời, năng lượng của các anh chị sẽ rất là cao nha. Sức khỏe, khi mà sức khỏe của mình không tốt đó, thì làm sao mà chiếc xe nó chạy không nổi nữa. Chiếc xe ta nói mới chạy chút xíu à, à hết chạy được, nghỉ chạy được rồi các anh chị. Mà xe này chạy đường dài nha các anh chị, chạy mấy chục năm rồi chứ không phải là có một số các anh chị chạy 30 năm, có một số các anh chị chạy 40 năm, 50 năm. Đó. 60 năm rồi. Chiếc xe mà chạy 60 năm rồi, đúng không? Các anh chị không biết các anh chị có chăm sóc, bảo trì, bảo dưỡng, à đổ đầy nguyên liệu không? Đó. Có nhiều cái chiếc xe các anh chị mình không có chăm sóc đó các anh chị nha. Cái nó chạy tới khoảng tầm 50 năm, 60 năm cái là rồi xong, nó dẹp luôn các anh chị. Ha. Lên đường luôn đó các anh chị, thì nó chạy không nổi đó các anh chị ha. Do là mình không có chăm sóc nó tốt đó các anh chị. Còn nếu như mình chăm sóc tốt đó thì chiếc xe của mình có thể chạy được 100 năm. Đó, sức khỏe của mình đó các anh chị, sức khỏe của mình có thể được 100 năm. Có rất là nhiều người họ sống được 100 tuổi luôn các anh chị. À 101, 102 tuổi bình thường. Như là Warren Buffett bây giờ ông ấy đã trên 90 tuổi rồi đó các anh chị. Và ông ấy bảo rằng là sao ạ? Ông ấy bảo rằng là mỗi người được vũ trụ ban tặng cho một cái chiếc xe, đó là chính cơ thể này ha. Nhưng mà có một số người á, để chiếc xe đó ngoài trời nắng mưa dãi dầm các thứ mà không có chăm sóc, nên là chiếc xe đó bây giờ nó đã rỉ sét và nó chạy không nổi luôn. Còn một số người họ bảo bảo vệ chiếc xe của họ rất là tốt, và cái chiếc xe của họ sao ạ, năm nay ông ấy trên 90 tuổi rồi vẫn rất là minh mẫn, lưng không còng tí nào các anh chị. À vẫn sao ạ,
vẫn là những cái nhà đầu tư số 1 thế giới, vẫn hàng ngày vẫn đọc 5 tới 7 quyển sách, rất trí tuệ luôn các anh chị nha. Không có gọi là bị không có nhớ hay là các thứ, đúng không ạ? Rất là khỏe luôn. Vẫn lái xe ô tô này kia bình thường. Các anh chị thấy không ạ? Và nếu như tại vì ông ấy chăm sóc tốt cái chiếc xe của ông ấy nha các anh chị nha. Vì cái điều mà Thảo mong muốn chia sẻ các anh chị ở đây á, là các anh chị cần phải, khi mà mình hiểu được cái điều này á, không phải chỉ có chiếc xe máy của các anh chị nó mới là phương tiện giúp cho mình chạy qua chạy lại, có cái công việc để có tiền đâu các anh chị. Mà cái cơ thể này nó là một cái phương tiện rất là quan trọng để giúp cho các anh chị thực hiện được mọi mục tiêu trong cuộc sống. Nên nếu như anh chị mong muốn là cuộc sống của mình mà giàu có thành công ấy, thì có một cái phương tiện rất là quan trọng mà các anh chị cần phải chăm sóc, đó là chính cái cơ thể của mình nha các anh chị nha. Cơ thể của mình, bắt đầu mình phải tìm hiểu xem là cơ thể này thì cái nguyên vật liệu cơ thể cần là gì đó, đúng không ạ? Sau đó mình bổ sung đúng những cái chất dinh dưỡng mà cơ thể của mình cần, đúng nguyên vật liệu cơ thể của mình cần. Thảo hỏi các anh chị nè, có tốn tiền không? Tất nhiên á, là một cái chiếc xe mà đổ nước vô hay là đổ bia này kia vô nó rẻ hơn, đúng không ạ? Nó rẻ hơn đó các anh chị. Chỉ cái là các anh chị chạy một thời gian đi. À, có nhiều chiếc xe chạy mới có mấy chục cây thôi là ta nói xe nó bốc khói rồi các anh chị. À, xe bốc khói là sao ạ? Chạy đâu có được nữa, đúng không? Vô sao? Tưới nước vô rồi làm đủ thứ, rồi phải kiếm cái tiệm nào mà có thể vô để sửa xe các thứ, đúng không ạ? Người ta chạy xe Nhật đó các anh chị, người ta nói là tới mấy đời người ta rồi, người ta tới trước mình cả nửa ngày rồi ha. À, và còn chiếc xe chạy hoài không thấy tới đó. Các anh chị có từng nhìn thấy điều này không các anh chị ơi? Có nghĩa là đi du lịch hay đi chơi, có những chiếc xe xịn đó các anh chị, họ bảo quản tốt đó, họ chạy tới múc đời nào rồi, đúng không ạ? Có nhiều chiếc xe chạy hoài không tới. Alo, đang chạy tới đâu rồi, đúng không? Xe của mình đang chạy hết được rồi đó, chạy xíu là chạy hết được rồi các anh chị. À, làm sao tới, làm sao đi được, đúng không ạ? Nên là nếu như mình muốn nhanh á, các anh chị mà muốn đi nhanh á ha, trên hành trình cuộc đời này á, mình cần phải bảo vệ cái sức khỏe của mình, phải biết chăm sóc sức khỏe của mình, lựa chọn những cái chất dinh dưỡng tốt, những cái thức ăn tốt cho cơ thể của mình đó. Tốn tiền không các anh chị? Tốn đó ha, tốn đó, nó sẽ tốn tiền hơn là các anh chị muốn đổ gì đổ vô đó. Có những thức ăn nó rẻ lắm các anh chị, muốn ăn gì ăn là, đúng không? Lựa chọn thức ăn rẻ bỏ vô cho chiếc xe vậy thôi. Nếu như những cái thức ăn đó mình ăn vào cơ thể của mình không cần á, thì các anh chị thấy rẻ nên các anh chị đút vô thôi. Thì Thảo nói với các anh chị nè, các anh chị chạy một thời gian cái xe của các anh chị nó không chạy được nữa, lúc đó các anh chị tốn tiền sửa nó cũng vậy à, đúng không ạ? Tốn tiền sửa không các anh chị? Giờ không sửa là sẽ không chạy được. Mà lúc mà tốn tiền sửa, Thảo nói với các anh chị á, thì lúc đó mấy bé áo trắng mà nói bao nhiêu tiền thì lúc đó mình phải đưa hết bao nhiêu tiền. Mà sửa xong rồi nó đâu phải nguyên vẹn trở lại đâu các anh chị, đúng không ạ? Nên là thành ra Thảo nói với các anh chị nè, sẽ có hai quyển sổ để cho các anh chị lựa chọn. Một cái quyển sổ á, là một cái quyển sổ gọi là chăm sóc sức khỏe của mình, để giúp cho cái chiếc xe của các anh chị lúc nào cũng chạy rất là tốt, rất là mạnh ha, chạy đường dài được trên cái hành trình cuộc đời này đó. Còn một cái quyển sổ thứ hai, nếu mà các anh chị không có lựa chọn cái quyển sổ thứ nhất, đó là cái quyển sổ thứ hai, đó là một cái quyển sổ khám bệnh, rồi cũng phải tốn tiền thôi đó. Giờ không chăm thì sau này tốn tiền sửa, còn giờ tầm nhìn mình chăm cái sức khỏe của mình ha, thì cái sức khỏe của mình sẽ là cái tài sản đó các anh chị, giúp cho mình tạo ra rất là nhiều cái tài sản đó. Bao nhiêu trong số các anh chị rõ phần này thì comment tôi ạ. Nên á, đừng có tiếc tiền các anh chị nha, đừng có tiếc tiền cho cái việc mà mình chăm sóc sức khỏe của mình nha các anh chị. Đừng có nghĩ rằng là à, cái đồ ăn này mặc dù cơ thể của mình cần thiệt đó, nhưng mà nó đắt tiền lắm, mình ăn không có nổi đó. Mình biết sức mạnh tiềm thức rồi, đúng không ạ? Mà mình nói rằng là mình ăn không có nổi là xong rồi đó ha. Mà mình phải nói ngược lại các anh chị nha, mình đưa ra cho mình một cái quyết định đó, là mình và gia đình của mình có thể ăn những thực phẩm này không cần phải nhìn giá luôn. Nó phải là như vậy đó các anh chị nha, nó phải là như vậy. Thì mình mới nâng cao cái tiêu chuẩn sống của mình lên được các anh chị, tiền của mình nó mới về nhiều được. Chứ giờ mình cứ cam chịu không à ha, kệ mình uống không nổi đó, mình dùng cái thực phẩm mình dùng không có nổi, thôi kệ đi, mình cứ ăn những cái bình thường thôi, được không ạ?
Rồi rồi biết làm sao, rồi biết khi nào nhiệt kế tài chính của các anh chị nó mới tăng được. Đó. Biết khi nào tiền nó mới về được các anh chị. Đúng không ạ? Mình cần phải nâng cao cái tiêu chuẩn của mình lên các anh chị. Mình biết rằng là cái thức ăn này nó tốt cho cơ thể của mình, chứ không sau này mình cũng phải tốn tiền cho cái việc sữa thôi à. Nên là thành ra mình phải đưa ra cho mình một cái quyết định, mình và gia đình của mình ăn những thực phẩm tốt cho cơ thể mà không cần phải nhìn giá luôn. Khi mà các anh chị đưa ra quyết định này thì sao ạ? Thì lúc đó tiềm thức và vũ trụ mới thu hút những cái nguồn lực, cơ hội đến cho mình để giúp cho các anh chị gia tăng nhiệt kế tài chính được ha. Còn nếu mà anh chị nào ở đây á, mà kệ cứ cam chịu, tiền không bao giờ về đâu các anh chị nha. Chỉ khi nào mà các anh chị nâng cao cái tiêu chuẩn sống của mình lên á, thì tiền nó mới về để đáp ứng cái tiêu chuẩn sống của mình được. Bao nhiêu trong số các anh chị rõ phần này thì hãy comment tôi ạ. Ha. Và mình hãy bắt đầu biết ơn cái sức khỏe của mình bằng lối sống các anh chị nha. Hãy biết ơn cái sức khỏe của mình bằng lối sống. Có thể là trước đây cái cơ thể sức khỏe của mình đã từng rất là khỏe mạnh, nhưng mà mình đã chưa bao giờ gửi lời cảm ơn tới sức khỏe của mình. À, món quà sức khỏe đúng không ạ? Đây là món quà mà vũ trụ ban tới cho mình. Nó không phải là tự nhiên đâu nha các anh chị nha. Nên là thành ra mình cũng cần phải học cách biết ơn sức khỏe của mình. Nên là yếu tố thứ ba. À, được. Đó là lý do để giúp cho các anh chị không khỏe. Lý do mà các anh chị không khỏe đó là các anh chị đã không biết ơn tới sức khỏe của mình. Thành ra là các anh chị nào ở đây á, mà các anh chị nào ở đây, con chị nào ở đây á, mình chưa biết cái cơ thể của mình nó cần nguyên vật liệu gì để nó có thể chạy tốt không ạ? Để nó luôn luôn tràn đầy năng lượng khỏe mạnh không ạ? Các anh chị nào mà chưa biết thì các anh chị hãy comment tôi ạ. Anh chị nào chưa biết ấy, thì Thảo nói với các anh chị rằng á, là khi các anh chị tham gia vào cái nhóm rèn luyện thân tâm trí của câu lạc bộ á, ha, thì các anh chị câu lạc bộ sẽ hướng dẫn cho các anh chị, thứ nhất đó sẽ giúp cho các anh chị có một cái chìa khóa để giúp cho các anh chị chiến thắng cái cuộc chơi về tài chính đó nha các anh chị nha. Thứ hai là sẽ giúp cho các anh chị có một cái công thức để chiến thắng trò chơi trong mối quan hệ. Và thứ ba đó là trong nhóm rèn luyện thân tâm trí sẽ giúp cho các anh chị cái công thức để chiến thắng trò chơi về sức khỏe luôn đó. Nói chung là mình loay hoay mấy chục năm nay rồi, cứ ba cái đó thôi, cứ loay hoay hoài đúng không ạ? Và giờ nếu như các anh chị nào ở đây á, mà các anh chị nào thực sự đang mong muốn là mình chiến thắng tất cả ba trò chơi này, thì các anh chị hãy tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí cũng như là nhóm rèn luyện doanh nhân chạm tháo vàng của câu lạc bộ nha. Chủ nhật tuần này các anh chị trong nhóm rèn luyện thân tâm trí á, mình sẽ được làm cái quy trình gọi là quy trình khai phá con người, quy trình khai phá con người phi thường bên trong của mình, quy trình điểm C đó các anh chị. Quy trình này xong á, các anh chị mà làm quy trình này xong á, thì Thảo nói với các anh chị á, từ đây về sau là các anh chị sẽ chiến thắng được ba trò chơi này luôn, tài chính, sức khỏe, mối quan hệ luôn. À, một quy trình thôi các anh chị, quy trình này tầm khoảng 30 phút thôi các anh chị nha, giúp cho các anh chị có được câu trả lời và mình đã đi tìm mấy chục năm nay rồi ạ. À, ha, nên là cái chủ nhật này á, là cái quy trình nó rất là quý, nó rất là hiệu quả. Thảo mong rằng anh chị nào ở đây mà mình chưa tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí á, thì chúng ta sẽ hỏi trưởng nhóm của mình nha, để chúng ta có mặt trong cái chủ nhật tuần này, hoặc là inbox cho Thảo nha, để chúng ta có mặt trong trong cái chủ nhật tuần này. Anh chị nào mà đã tham gia rồi á, thì anh chị hãy sắp xếp thời gian để có mặt đầy đủ nha các anh chị nha. Đó, ok nha. Vậy thì bây giờ chúng ta, Thảo với các anh chị, chúng ta sẽ cùng thực hành cái phương pháp ngày hôm nay. Phương pháp ngày hôm nay đó là mình sẽ biết ơn cái sức khỏe của mình. Biết ơn sức khỏe của mình. Sức khỏe đây là món quà mà vũ trụ ban tặng, nên mình cần phải ghi tặng, mình ghi nhận, mình biết ơn. Mình biết ơn sức khỏe của mình đấy các anh chị. Thì bắt đầu cảm xúc sẽ được sinh ra. Và khi cảm xúc được sinh ra thì cái hành động của mình sẽ bắt đầu thay đổi các anh chị nha. Nha các anh chị nha. Và khi hành động của mình bắt đầu thay đổi thì kết quả của mình á, kết quả sức khỏe của mình nó mới thay đổi được. Nên là thực hành cái thứ nhất là chúng ta sẽ viết ra ít nhất là 10 điều mà các anh chị cảm thấy là mình rất là hạnh phúc về cuộc sống của mình hiện tại. Viết lý do tại sao mình cần phải cảm thấy biết ơn. Đọc lại danh sách với mỗi điều hạnh phúc. Và mình nói mỗi điều là cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Và mình cảm thấy biết ơn đối với mỗi điều đó. Thứ hai đó là hãy nhớ lại ba cái thời điểm
mà bạn cảm thấy tuyệt vời. Rồi mình nói từ nhiệm màu, cảm ơn và cảm nhận lòng biết ơn chân thành đối với mỗi thời điểm đó. Bước số 3 đó là hãy chọn 5 bộ phận trong cơ thể đang hoạt động tốt và lần lượt nói từ nhiệm màu cảm ơn trong tâm trí cho từng bộ phận. Thứ 4, hãy chọn một điều về cơ thể mà bạn muốn cải thiện. Có nghĩa là trong cơ thể của mình á, có chỗ nào đang chưa khỏe đó, là nó đang cần cái tình yêu thương của các anh chị đó. Nó đang muốn tạo cái sự chú ý cho các anh chị chú ý tới đó các anh chị ơi. Ha. Đó, hãy dành một phút để hình dung ra bản thân mình đang có được một cái trạng thái sức khỏe lý tưởng và cảm ơn trạng thái lý tưởng này. Bước số 5 là trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó. Rồi ok, các anh chị hãy cùng thực hành nha. Hãy thực hành nha các anh chị. Rồi hôm nay chúng ta cũng cùng kết thúc tại đây nha. Chúc các anh chị thành công nha. Rồi hãy lấy sổ ra và thực hành nha cả nhà ơi. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi ạ. Rồi cảm ơn cả nhà nha. Chúc các anh chị thành công.